Một chiều cuối tuần, mưa bay lất phất và mây trắng sáng sáng. Em đến thăm anh vì trời mưa mãi nên không kịp về. Bên em anh lặng nhìn bầu trời nhòa đánh mắt mộng mơ, sợ người yêu khóc khẽ khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên tiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng, tiên quốc đang vui một nàng tiên lỡ làm rơi ly ngọc. Nên trời bên đọa đầy nằm xuống dưới trần gian, làm người dương thế không biết bao lâu mới cho quay về trời. Em ơi nàng tiên ơi, xuống dương trần một chiều mưa bay nhiều, và vì thương đời linh thương kiếp sống phong xưa nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gom mây hồng làm sẽ đưa tiến về. Tiên bối rối tiên còn đang giận trời và tiếng không về đâu. Cũng đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi, em đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi lỡ mà trời gọi về thì tiên nữ về không, mỉm cười em nói tiên thích sương san với chiều mưa thật tin ấy. Xuống dương trần một chiều mưa bay nhiều, và vì thương đời linh thương kiếp sống phong xưa nên dù rằng một hôm thiên sứ trời xa gom mây hồng làm sẽ đưa tiên về. Tiếng bối rối tin còn đang giận trời và tiếng không về đâu. Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi, em đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng. Mà trời gọi về thì tiên nữ về không, mỉm cười em nói